Thời gian qua, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà ở các cấp công đoàn có bước phát triển mới, đồng góp tích cực vào phong trào công nhân viên chức lao động của tỉnh. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương nữ công điển hình, tiêu biểu. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Vùng Cao Bắc Hà. Công tác tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Lùng Phình 2, xã Lùng Phình, Cô giáo Mai Thị Hiệp được ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao là giáo viên nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với gia đình, cô Hiệp là người vợ đảm đang, người mẹ khéo, cùng chồng chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt khoảng 3 năm nay, gia đình cô giáo Hiệp mạnh dạn đầu tư mở dịch vụ homestay, giúp tăng thu nhập cho gia đình. Vâng, nếu như thực sự mình biết cách sắp xếp thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái công việc của nhà trường mà cũng không ảnh hưởng đến cái công việc của gia đình. Chị Vàng Thị Thủy cùng lúc đảm nhiệm hai chức trách quan trọng của hai đoàn thể, vừa là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, vừa là Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xã Thải Giang Phố. Xong chị Thủy đã khéo kết hợp để làm trong cả công tác phụ nữ, công tác công đoàn. Chị là người khởi xướng mô hình thu gom rác thải trong chăn nuôi, được thực hiện hơn một năm nay, thu hút 15 hội viên phụ nữ tham gia. Chúng tôi đã xây dựng cái mô hình thu gom rác thải với mục đích là bảo vệ môi trường và giúp cho các chị em hội viên tăng thêm thu nhập. Thời gian qua, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã thực sự đi vào đời sống của nữ công nhân viên chức lao động. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò vị trí của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội. Liên đoàn ông huyện có 1.400 nữ công nhân viên chức lao động thì hàng tháng các ban nữ công tổ nữ công đều tổ chức cho các chị em thi các cái cuộc thi như là tọa đàm nói chuyện trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ để giúp nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ cao. Với những đóng góp tích cực thông qua phong trào thi đua hai giỏi gắn với lao động giỏi lao động sáng tạo chị em phụ nữ các dân tộc bắc hà đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp